Thưa quý vị và các bạn, xác định việc học tập và làm theo Bác là việc làm thường xuyên, hàng năm Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên đã xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể gắn với nhiệm vụ chuyên môn của các khoa phòng và từng cá nhân. Bám sát sự chỉ đạo của ngành y tế, bệnh viện tập trung thực hiện 12 điều y đức, quy tắc ứng xử của cán bộ viên chức trong đơn vị sự nghiệp y tế, tích cực cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Mở đầu chuyên mục Vĩnh Phúc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tháng 2 năm 2017, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự phản ánh việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên. Tiếp đó là gương cá nhân điển hình làm theo lời Bác. Sau đây là nội dung chuyên mục. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn các thầy thuốc, người bệnh phó thác tính mạng của họ nơi các cô, các chú. Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ sức khỏe cho đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy, cán bộ cần phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình. Coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn, lương y phải như từ mẫu. Thấm nhuần lời dạy của Người, những năm qua, tập thể cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên không ngừng học tập, nâng cao tay nghề, trau dồi y đức và nâng cao trách nhiệm của người bệnh. Đặc biệt, khi triển khai thực hiện chỉ thị số 03 CTTU ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chỉ thị số 05 CTTU ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Đảng ủy Sở Y tế, Thị ủy Phúc Yên về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên càng thấy rõ hơn trách nhiệm về thực hiện đầy đủ lời căn dặn của Người, gắn việc thực hiện chỉ thị với thực tiễn công tác của ngành. Đảng ủy bệnh viện luôn coi công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng và là việc làm thường xuyên nhằm giáo dục cho đội ngũ cán bộ đảng viên viên chức thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Cán bộ viên chức thường xuyên trau dồi kỹ năng giao tiếp ứng xử, tinh thần thái độ, tác phong nhanh nhẹn làm việc khẩn trương, khám và cấp cứu người bệnh kịp thời, ân cần chu đáo, chẩn đoán chính xác, chăm sóc và theo dõi người bệnh tận tình. Từ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại đơn vị đã thu được một số kết quả sau. Về tinh thần thái độ phục vụ người bệnh của cán bộ y tế đã được nâng lên một cách rõ rệt. Nhân dân đã tín nhiệm lựa chọn bệnh viện là nơi chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình và gia đình. Số lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại đơn vị ngày một tăng thêm. Đa số thì người bệnh đã được hài lòng khi đến khám chữa bệnh tại cơ sở. Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả và chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Trong đó xác định những vấn đề bức xúc nổi cộm về tư tưởng đạo đức cần tập trung chỉ đạo giải quyết, nhấn mạnh việc làm theo của từng cán bộ đảng viên viên chức, lao động trong từng lĩnh vực, từng vị trí công tác qua các hoạt động thiết thực cụ thể. Thực hiện 12 điều y đức, 5 tiêu chuẩn đạo đức của cán bộ đảng viên Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên và quy tắc ứng xử của cán bộ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế theo quy định của Bộ Y tế. Bệnh viện đã tổ chức triển khai thực hiện ký cam kết đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Việc triển khai đầy đủ các nội dung đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh đã làm thay đổi nhận thức, thái độ, phong cách phục vụ người bệnh của cán bộ nhân viên y tế tại bệnh viện, giúp họ rèn luyện kỹ năng giao tiếp ứng xử, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, củng cố niềm tin và sự hài lòng của người bệnh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ y tế, xây dựng phong cách thái độ phục vụ văn minh, thân thiện, không có tiêu cực với khẩu hiệu. Bệnh nhân đến, đón tiếp niềm nở, bệnh nhân ở, chăm sóc tận tình, bệnh nhân về, dặn dò chu đáo. Để triển khai thực hiện có hiệu quả, chỉ thị số 03 CTTU ngày 14 tháng 5 năm 2011 và chỉ thị số 05 CTTU ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy tắc ứng xử, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phân công cụ thể từng đồng chí chịu trách nhiệm đôn đốc theo dõi,
thành viên ban chỉ đạo là đồng chí giám đốc, chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn thanh niên, trưởng khoa phòng. Lãnh đạo bệnh viện đã ký cam kết với Sở Y tế về việc nghiêm túc thực hiện các nội dung được cụ thể hóa theo tinh thần của chỉ thị và phát động phong trào thi đua cam kết thực hiện tốt quy tắc ứng xử, nâng cao đạo đức nghề nghiệp giữa các khoa phòng với giám đốc, giữa các nhân viên trong khoa với trưởng khoa. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở bệnh viện đã đi vào nền nếp, có chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên của đội ngũ cán bộ, đảng viên và viên chức. Phong trào làm theo lời Bác được Đảng ủy bệnh viện phát động đến toàn thể cán bộ, đảng viên và viên chức. Các nội dung làm theo lời Bác được đưa vào tiêu chuẩn thi đua hàng năm, phù hợp với từng khoa phòng. Cán bộ, nhân viên từng khoa phòng tự học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với nhau, phân công những bác sĩ có kinh nghiệm trực tiếp hướng dẫn đội ngũ cán bộ trẻ. Tại những buổi giao ban khoa, giao ban toàn bệnh viện, vấn đề trọng tâm đề cập đến là công tác chuyên môn nghiệp vụ từ những trường hợp thực tế nảy sinh trong quá trình chẩn đoán, điều trị tại đơn vị để rút kinh nghiệm. Các buổi sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề đều được lồng ghép với học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những lời dạy của Người đối với ngành y. Để học tập và làm việc theo gương của Bác Hồ thì nói chung là được cái sự quan tâm của ban giám đốc, đảng ủy bệnh viện thì cũng hướng dẫn tất cả anh em khoa cấp cứu cũng như toàn thể tập thể bệnh viện làm việc, đó là trên cái tinh thần đó là không ngừng nâng cao học tập để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Cùng bên cạnh đấy thì cái việc học tập về khám về chuyên môn thì chúng ta phải nâng cao về cái tinh thần chăm lo phục vụ đời sống cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, để làm sao cho khi người ta đến viện người ta cảm thấy một cái tự tin và không có gì mà trách móc hay chê trách gì ở bệnh viện cả. Nó tạo được mối thiện cảm giữa nhân viên y tế đối với những người bệnh. Cụ thể hóa việc học và làm theo Bác, những năm qua, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên đã ứng dụng thành công nhiều dịch vụ kỹ thuật mới, áp dụng sáng kiến cải tiến, tiến bộ y học và công tác khám và điều trị bệnh. Đặc biệt, bệnh viện đã triển khai các kỹ thuật mới như phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Listentin, bơm hơi tháo lồng, cắt gan trong điều trị sỏi, cắt thận mất chức năng qua nội soi can thiệp, kẹp clip cầm máu, chụp và phân tích da bằng máy phân tích da, đắp mặt nạ điều trị một số bệnh da, đo tính lực đơn âm, đo nhĩ lượng, Doppler mạch rốn, định lượng CPT. Kết quả, năm 2016, bệnh viện đã khám bệnh cho trên 160.800 lượt người, điều trị nội trú cho trên 47.000 lượt bệnh nhân. Tôi bị bệnh suy vành, cao huyết áp, với cả bị bệnh tiền đình. Tôi vào từ hôm thứ hai. Nói chung là cái tinh thần phục vụ của bác sĩ rất là ân cần và tận tình, nhẹ nhàng. Còn các điều dưỡng viên cũng thế, cũng đi tiêm, đi truyền cũng là nhẹ nhàng, ân cần, không có cái điều gì để phải ấy mà vệ sinh thì sạch sẽ, gọn gàng. Với những trang thiết bị ngày càng hiện đại, sự tâm huyết với nghề của đội ngũ cán bộ y bác sĩ, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều cá nhân có thành tích tốt trong hoạt động chuyên môn được khen thưởng. Để gắn việc làm theo lời Bác với nâng cao y đức đạt hiệu quả cao thì cấp ủy cơ sở và chi ủy các chi bộ phải là tấm gương, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, chân thành lắng nghe ý kiến của cán bộ đảng viên, viên chức, tránh sự tuyên truyền áp đặt một chiều. Duy trì tự phê bình và phê bình thường xuyên trong từng chi bộ, xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức chu đáo, sáng tạo, đoàn kết phối hợp công tác giữa các khoa phòng, bộ phận thật tốt, tạo nên sức mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phong trào thi đua làm theo lời Bác ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên sẽ không dừng lại ở những kết quả trên, mà sẽ còn tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực hơn, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của bệnh viện là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và đạo đức nghề nghiệp, để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, xây dựng bệnh viện từng bước trở thành bệnh viện hiện đại. Tin tưởng rằng, trong thời gian tới, cán bộ viên chức Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên sẽ tiếp tục nâng cao trách nhiệm của mình với nhiệm vụ được phân công, tăng cường học tập rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần thái độ phục vụ bệnh nhân, nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lương y phải như từ mẫu, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Hưng, đảng ủy viên phó giám đốc trưởng khoa phụ sản Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên là một trong những gương sáng trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của bác. Bác sĩ Nguyễn Văn Hưng xác định rõ muốn tạo được lòng tin cho người bệnh và người nhà bệnh nhân. Ngoài thực hiện tốt quy tắc ứng xử theo quy định của Bộ Y tế, cần phải có đội ngũ y bác sĩ có trình độ đạt tiêu chuẩn, vững tay nghề và luôn đầu tư các trang thiết bị hiện đại phục vụ nhiệm vụ khám điều trị cho bệnh nhân. Theo đó, bác sĩ Nguyễn Văn Hưng đã gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, không chỉ tận tình thăm hỏi động viên bệnh nhân và người nhà người bệnh, mà còn thường xuyên trao đổi hướng dẫn, giúp đỡ các y bác sĩ khác trong bệnh viện về chuyên môn nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm mình tích lũy được. Đối với công tác chuyên môn thì đồng chí Hưng có trình độ là bác sĩ chuyên khoa 2, là một con người rất say mê về khoa học kỹ thuật, về chuyên môn và rất gắn bó với người bệnh. Đồng chí luôn coi người bệnh là người thân, là người nhà của mình. Về cái công tác khoa sản thì luôn là cái khoa dẫn đầu trong toàn bệnh viện về thái độ cử chỉ chăm sóc người bệnh. Và cũng là một cái khoa cũng luôn dẫn đầu về việc phát triển các chuyên môn kỹ thuật. Làm việc trong môi trường nhiều áp lực, bác sĩ Nguyễn Văn Hưng luôn nêu gương cho đội ngũ y bác sĩ trẻ trong việc rèn luyện y đức, nhắc nhở các y bác sĩ có thái độ ứng xử, giao tiếp, tránh gây phiền hà đối với người bệnh, tạo niềm tin đối với người bệnh và người nhà bệnh nhân khi đến với bệnh viện. Đồng thời khuyến khích tạo điều kiện để các y bác sĩ, nhân viên trong khoa được theo học các lớp chuyên khoa, chuyên sâu nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Tôi vào đây là bác sĩ Hưng đã mổ cho tôi. Và thì trong lúc quá trình mổ thì bác sĩ hay trò chuyện để thử xem cái phản ứng của mình lúc gây tê thì có làm sao không. Rồi thì cũng có hỏi han. Thế là thời gian mổ thì nhanh lắm. Và trong lúc lấy sau khi mổ thì bác sĩ cũng ra hỏi và thông báo cân nặng giới tính cho con. Rồi thì tôi được đưa ra phòng nằm thì thỉnh thoảng bác sĩ cũng đến hỏi han. Đấy, rồi thì bây giờ là về đây nằm với con thì bác sĩ cũng đến thăm khám thường xuyên. Rất nhiệt tình. Qua nhiều năm công tác và tích lũy kinh nghiệm, nhưng bác sĩ Nguyễn Văn Hưng không bằng lòng với những gì đã và đang có. Học theo bác là không ngừng học tập, trau dồi kiến thức. Bác sĩ Nguyễn Văn Hưng đã tham gia nhiều lớp học nâng cao, lớp học chuyên sâu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tuy làm công tác quản lý, nhưng bác sĩ Hưng vẫn thường xuyên tham gia công tác điều trị, phẫu thuật, hội chẩn, áp dụng những kỹ thuật mới, tham gia nghiên cứu khoa học. Bác sĩ Nguyễn Văn Hưng liên tục là đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Y tế khen thưởng. Bác sĩ Nguyễn Văn Hưng chia sẻ, học tập tấm gương của bác là không ngừng học tập suốt đời, làm theo bác không phải là những việc làm lớn lao mà từ những việc làm nhỏ như những công việc hàng ngày. Đồng thời, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, học hỏi, tham khảo những kỹ thuật, công nghệ tiên tiến ở trong nước và nước ngoài để áp dụng có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tạo lòng tin với bệnh nhân. Chúng tôi đã thực hiện việc làm theo lời bác, nhất là trong cái thư gửi ngành y tế là phải chăm sóc bệnh nhân như người nhà mình và coi họ đau đớn như chính mình đau đớn. Chính vì cái phương châm này, chúng tôi đã lấy mục tiêu hoạt động của chúng tôi, bệnh nhân là trung tâm. Và cái thước đo chất lượng của hoạt động của chúng tôi, đấy là sự hài lòng của người bệnh. Thì để triển khai từ cái lời nói thành hành động thì chúng tôi đã xây dựng được những cái kế hoạch cụ thể đến từng cá nhân trong những cái buổi giao ban. Đặc biệt là chúng tôi đã chia thành những nhóm nhỏ ở các vị trí công tác để họ có thể thực hiện tốt cái nội dung đó và có sự giám sát chặt chẽ của các nhóm trưởng. Đối với cá nhân tôi, về nhận thức về cái việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh là rất cần thiết, bởi vì mỗi một cá nhân cũng cần phải được học tập theo tấm gương đạo đức của bác để sốc lại cái tư tưởng, làm sao cho có lập trường tư tưởng thật vững vàng. Gần 20 năm gắn bó với nghề, trải qua nhiều gian nan thử thách, nhưng đối với bác sĩ Hưng, không có niềm vui hạnh phúc nào khi thấy sản phụ khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông, bệnh nhân điều trị thành công. Niềm vui ấy đối với những người khác có thể là đơn giản,
nhưng đối với bác sĩ Hưng lại vô cùng ý nghĩa, vì chính điều đó giúp bác sĩ yêu công việc của mình nhiều hơn. Chuyên mục Vĩnh Phúc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh kỳ này đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.